tắc rồi chị ạ. Chán lắm. Làm cho chị một cốc mang về nhé. À dạ vâng. À mà này. Dạ. Chủ bán hàng cũng học tập hết đấy. Rồi chị lại cứ đùa. Hôm nay mẹ em mệt nên là em hộ mẹ em thôi. Vâng. Dạ vâng ạ. Cậu ơi. Mua gì? Tôi mua gì thì nói nhanh lên. Trông bà hôi hám thế này, đứng đây ám mùi hết cửa hàng của tôi, khách ai dám vào. Tôi, cậu có thể bán cho tôi một bát cháo được không ạ? Bà trêu tôi đấy à? Hả? Vào đây không mua cháo thì bà định mua phở à? Hả? À? Cháo gì? Cháo sườn, cháo thịt hay là tiếp gật? Cậu bán cho tôi bát cháo thịt cho nó rẻ ạ. À? À, nhưng mà cậu ơi, cậu có thể bán chịu cho tôi được không? Mấy hôm nữa tôi lĩnh lương rồi tôi mang ra tôi trả cậu ạ. À? Bà đùa tôi à? Tôi quen biết gì bà cho bà nợ? Lừa đảo à? Hả? À? Không, tôi quét rác cũng ở gần đây thôi. Tôi không lừa cậu đâu. Chả là cháu tôi tự dưng nó lăn ra nó sốt. Hôm nay mà không được ăn cháo, chắc nó kiệt sức mất ạ. À? Cậu ơi. Cậu ơi. Bà đi, tôi còn bán hàng nhá. Cậu ơi, coi như cậu làm phúc cho tôi lần này. Ôi, tôi xin đi, cậu đấy ạ. Bà đi đi. Cậu ơi, làm phúc. Cháu chị làm chưa? Ơ chết, chị chờ em chút. Cô chị đây, em xin lỗi nhá, mải tiếp cái bà lừa đảo. Dạ vâng. Alo, ừ tôi đây. Ok, vậy anh cứ bảo nhân viên chiều đến gặp tôi. Chiều nay tôi sẽ... cái gì thế này? Chị đợi tôi. Cháu ơi, cháu ơi, cháu ơi. Bà làm cái gì đấy, hả, hả? Đi ra chỗ khác đúng không? Đi rồi. Không, tôi xin cậu ơi, tôi xin cậu. Đừng đưa tôi lên đường công an. Tôi bất đắc dĩ tôi mới phải làm thế này. Tôi lấy xong thì tôi sẽ giả lại cậu mà. Tôi xin này, cậu đấy. Không trình bày nhiều nha, bà lên phường trình bày. Này nhá, cái hộp cháo ấy nó chỉ là nhỏ nhặt thôi. Nhưng mà sau này bà trộm cắp chỗ khác nữa thì sao à? Không ơi, đi. Tôi không dám nữa, tôi xin cậu đi. Ơi. Tôi xin cậu ơi, cậu ơi. Không nói nhiều. Có chuyện gì thế em ơi? Cậu làm ơn. Sao thế này? Chị à? Em bảo chị kia cho em mà. Để em giải quyết bà này. Đi. Tôi chỉ xin cậu, cô ơi. Cô ơi, tôi thấy cô cũng là người giàu có. Chắc cô sẽ giúp bà cháu tôi cái hộp cháo này đúng không ạ? Cô ơi, không có thì cháu tôi nó sẽ chết mất. Tôi xin cô, cậu đừng đưa tôi lên đường công an. Cô cứ bình tĩnh để cháu giải quyết ạ. Em xem này, xin cô. Chồng cô ấy cũng hoàn cảnh. Chắc là mình cùng bất đắc dĩ mới phải làm vậy thôi. Thôi, em tha cho cô ấy lần này đi. Tha sao được chị? Ăn trộm cắp, tha sao được? Mà cả thôi đằng nào thì hộp cháo này chị cũng mua rồi. Bây giờ nó thuộc quyền của chị. Chị muốn cho ai là quyền của chị. Ôi, mà chị cũng dễ tính thật đấy. Em để chị. Đây. À thôi, em cầm hộp cháo này về rồi làm thêm cho chị một hộp nữa. Bỏ hai hộp vào cùng một túi cho chị nhá. Dạ vâng, chờ chút nhá. Cô ơi, tôi thấy cô cũng là người tốt quá. Cô sống tốt thế này rồi, Phật sẽ phù hộ cho cô. Không có gì đâu mà cô. Cháu làm như vậy, giúp người thì cũng là tích đức thôi mà. Nhưng mà lần sau cô đừng làm như vậy nữa cô nhé. À, mà cháu thấy vừa nãy cô bị ngã, chân cô có sao không ạ? Cũng không sợ rồi, nó cũng sẽ đỡ rồi ạ. Nhà cô có gần đây không? Nhà tôi cũng ngay gần đây thôi ạ. Chưa. Chị đây. Xong rồi à? Đây. Chị gửi tiền nhá. Không phải trả lại đâu. Thôi thôi nhá. Thôi, anh để bán hàng đi. Vâng. May cho bà đấy. Cảm ơn cậu ạ. Cô ơi, cháu biếu cô hai hộp cháo. Một hộp để cho cháu của cô. Còn một hộp, cô ăn đi, lấy sức mà còn chăm cháu nhá. Trời ơi, cô đã tốt với bà cháu tôi lắm rồi. Hôm nay cô đã cho tôi một hộp. Tôi không dám nhận nhiều thế này đâu ạ. Không sao đâu, cô cứ nhận đi mà. Cháu thấy lúc nãy cô nói là hai bà cháu đã nhịn đói mấy ngày rồi. Cô cũng phải ăn vào cho lại sức. Rồi còn có sức mà chăm cháu nữa. Vâng ạ, cô tốt quá. Tôi đâu ơn cô ạ. Thôi, cô mang cháu về cho cháu cô đi. Tôi xin biết cô. Cô ơi, cô sao thế này? Cô có đi được không ạ? Tôi cố gắng ạ. Để cho cháu ăn cháu. Hay là để cháu đưa cô về nhá. Tôi làm phiền cô quá, cô còn phải đi làm ạ.
tôi sẽ cố gắng tôi đi ạ. Chứ chân cẳng cô thế này thì đi làm sao được. Thôi không sao đâu, để cháu đưa cô về rồi lát nữa cháu quay lại đi làm. Vâng, làm phiền cô ạ. Cô giúp tôi. Cô đi cẩn thận nhé. Vâng ạ. Cũng sắp đến nơi rồi đúng không cô? Vâng. Cô cũng lên nhà đằng kia cô ạ. Làm gì đâu kìa. Cô ơi, cố gắng lên. Đi chậm chậm thôi ạ. Thôi cháu ơi, bà về đây rồi. Cháu ơi, bà mua cháo về cho cháu đây này. Cháu dậy ăn đi. Chết, sao nắng nôi thế này mà cô lại để em bé ngồi ngoài đường thế ạ? Tôi cũng có nhà, nhưng mà bà cháu tôi ngồi đây còn tốt hơn đi cô ạ. Mỗi lần tôi về nhà, thằng con trai tôi, bố con bé này này, nó cứ đến nó vòi tiền. Tôi đã bán hết nhà cửa để đưa tiền cho nó trả nợ tiền cờ bạc. Nhưng mà mỗi lần hai bà cháu về nó lại đến. Mẹ nó thấy khổ quá nên bỏ lại cháu cho bà. Tội nghiệp. Đúng là chết rồi. Con cái làm khổ cha mẹ. Cháu sốt thế này à cháu? Sao sốt lại sốt cao thế này? Sốt cao các cô ơi. Chắc là mình phải đưa em bé đi bệnh viện thôi. Cháu ơi, bà xin lỗi, bà không có tiền để đưa cháu đi bệnh viện rồi. Bà xin lỗi cháu. Làm thế nào bây giờ đây? Cô ơi, tôi cần tiền này rồi đưa cháu đi bệnh viện đi. Thôi cô ơi, tôi không dám cầm đâu. Cô đã giúp bà cháu tôi cháu lên rồi. Tôi không dám lấy tiền của cô đâu. Cô cứ cầm đi mà, coi như là cháu cho cô vay. Khi nào cô có thì cô trả cho cháu. Cháu đang bận nên là không đưa bà cháu đi bệnh viện được. Chứ nếu không thì cháu lại đưa đi luôn. Vâng, thế tôi cảm ơn cô nhé. Không có gì đâu ạ. Thôi, bà đưa cháu đi bệnh viện nhanh vâng, đi ạ. Con dậy ăn một tí đi bệnh viện nhá. Cháu xin phép cháu đi vâng đi ạ. À cô ơi, thế sau này làm thế nào tôi liên lạc được với cô? Đây, đây là các visit của cháu. Trong này có cả số điện thoại và địa chỉ. Nếu như cô cần cháu giúp gì thì cô cứ gọi cho cháu nhé. Vâng ạ, tôi cảm ơn cô. À mà cô ơi, cô nhớ lần sau đừng có làm như vậy nữa. Không, nhiều người không hiểu chuyện, người ta lại đánh cô. Hoặc là đưa cô lên công an, lúc đó là nguy hiểm lắm đấy ạ. Thôi, hai bà cháu đi bệnh viện đi. Cháu đi đây ạ. Vâng, tôi cảm ơn cô. Vâng, chào cô. Cẩn thận cô nhé. Vâng. Cháu ơi, thế là bà đã có cái tiền này để cứu cháu rồi. Bây giờ cháu ăn đi một tí rồi bà đưa cháu đi viện nhé. Vì sao công ty chị phá sản? Chị có biết ai là người đứng đằng sau giật dây vụ này hay không? Kẻ nào đã hãm hại và gây tai nạn cho chị? Có nhiều lời đồn rằng chính chồng chị là thủ phạm, có đúng không? Chị ơi, chị trả lời đi ạ. Tôi đã mất hết tất cả rồi. Các người làm ơn để cho tôi yên đi. Các người đi hết cả đi. Tôi đã gây ra chuyện gì mà ông trời bắt tôi phải chịu những cảnh như thế này chứ? Thế nào? Có tiền trả nợ bọn tao chưa? Anh ơi, anh làm ơn thứ tư cho tôi ít bữa. Giờ tôi chưa có tiền để trả ngay cho các anh được. Tôi sẽ trả cho các anh. Tao không cần biết. Tiền máu bọn tao trả nợ công ty đã khất mấy tháng rồi đấy. Hay giờ tao lấy căn nhà luôn nhá. Ôi, anh ơi, anh đừng làm như vậy mà. Giờ tôi đang trong hoàn cảnh như thế này. Tôi chưa thể kiếm tiền để trả ngay cho các anh được. Nhưng mà tôi hứa, tôi sẽ trả cho các anh mà. Tôi không buồn đâu.
lằng nhằng quá, ra ngoài đường kiếm tiền trả nợ bọn tao đi. Tôi xin anh mà, anh ơi, anh làm ơn, anh làm ơn làm phúc anh tha cho tôi với. Tôi hứa là tôi sẽ kiếm tiền để trả nợ cho các anh. Bỏ ra. Cô là ai? Anh cần bao nhiêu? Cô ấy, tôi 3 tỷ. Trong này có 1 tỷ, anh cầm lấy và biến ra khỏi đây. Đừng làm loạn lên nữa. Số tiền còn lại tôi sẽ chuyển khoản cho. Được rồi. Cô sao không ạ? Tôi không sao. Mà cô là ai mà sao lại giúp tôi thế này? Cháu là cháu gái của bác lao công mà 20 năm về trước cô đã giúp đỡ ạ. Nếu ngày xưa không có cô, chắc bà con cháu cũng không có được cuộc sống như bây giờ ạ. Bà cháu nhắc nhiều về cô lắm. Ôi, cô chính là cô bé năm xưa đây sao? Ôi, bây giờ cháu lớn thật rồi đấy. Cô thật không nhận ra cháu. Thế bà cháu vẫn khỏe chứ? Bà cháu cũng mất được vài năm rồi ạ. Trước khi bà cháu mất, bà cháu có nói là nhất định phải tìm đến cô và trả món ân tình này ạ. Cô cảm ơn hai bà cháu nhé. Cô không ngờ là ngày xưa mình giúp đỡ một việc còn con như thế mà bây giờ cô được cháu báo đáp nhiều như thế này. Cô rồi bây giờ thì không biết là sẽ phải làm gì để trả nợ được cho cháu số tiền đó. Không cô ạ, cô đừng suy nghĩ gì nhiều nhá. Cháu có cơ hội để giúp đỡ cô cũng là một niềm hạnh phúc của cháu rồi ạ. Cô cảm ơn cháu. Cô cảm ơn hai bà cháu. Nhưng mà sao cháu biết mà tiền đến đây? Cháu đọc ở trên báo, thấy người ta nói cô bị lừa phá sản, nợ nần chồng chất, lại còn bị gặp tai nạn nữa. Cũng may là hôm nay cháu đến kịp thời. Cháu cũng đã thuê luật sư để đòi lại công ty từ tay kẻ xấu rồi ạ. Cô yên tâm nhé. Cô không biết nói gì hơn nữa. Cháu ơi, cô cảm ơn cháu. Cô cảm ơn cháu đã giúp đỡ cô. Cô đừng lo lắng gì nhiều cả. Từ bây giờ cháu sẽ chăm sóc và đỡ đần cho cô. Cho cô một cuộc sống thật là vui vẻ, hạnh phúc về sau. Cô yên tâm nhé. Dù sao bây giờ cháu cũng là một nữ chủ tịch giống như cô của 20 năm về trước rồi. Cô cảm ơn cháu. Cô cảm ơn cháu. Bà nội ơi, bà xem bộ váy này con mặc có đẹp không bà? Có giống chị Hằng ở trên cung trang không bà? Con lại vòi vĩnh đời mua váy chứ gì? Mà bà thấy ở trong tủ con có một đống váy đã mặc hết đâu. Nhưng mà bộ váy này trong tủ con chưa có mặc bà. Bà thấy nó diêm dúa quá. Trông cứ như bà cụ non ý. Sau đừng có suốt ngày mua sắm như mẹ con. Suốt ngày quần quần áo áo. Cứ hứng lên là mua. Chả biết thương tiền xót của gì cả. Có một quà cho con không? Con cứ vào phòng trước đi. Lát nữa mẹ vào nói chuyện với con nhé. Vâng ạ. Đi chợ gì mà cả tiếng đồng hồ mới về. Thế con tính định chuyển cả cái trung tâm thương mại về cái nhà này đấy à? Con chạy ra ngoài mua cho mon cái váy mẹ. Tình cờ thì có gặp một cô bạn thân nên là còn nán lại nói chuyện hơi lâu. Mua gì thì mua, cũng phải lựa lựa mà mua. Mẹ thấy con mon có cả một đống váy trong tủ đã mặc hết đâu. Lớn lên tí nữa làm sao mặc được. Bỏ đi có phải là tiếc không? Sắp chung thu mà mẹ, con cũng chỉ muốn mua cho Mon cái váy mới để Mon đi chơi với các bạn được vui hơn thôi mà. Thế cứ trung thu là phải mua váy mới à? Bao nhiêu váy mặc lại không được sao? Mà con ý, đừng làm gì thì làm, đừng để cho con bé sau này nó học đòi theo con. Suốt ngày váy với trưng diện. Làm mẹ thì phải làm tấm gương soi sáng cho con. Tính bản thân mình cũng tiêu xài không phí như thế. Sao mà con bé nó tiết kiệm? Mẹ nói
thế thì lần sau con sẽ lưu ý hơn ạ. Mà lần sau có mua cái gì cho con bé thì mua quần áo ấy, để sau này nhỡ đẻ con trai thì còn dùng lại được. Chả biết suy nghĩ gì cho tương lai của mình cả. Vâng, con sẽ giúp kinh nghiệm mẹ. Con xin phép mẹ con vào trong phòng mẹ. Chịu thôi, bố con đang gọi điện. Con hỏi bà thì bà biết hỏi ai. Thế nào, nó có về ăn cơm không để cả nhà còn biết đường mà chờ? Con không gọi được, chắc là cô ấy bận nên là không nghe máy. Đúng là người làm không bực bằng người trực nồi cơm. Con xem vợ con đấy, 9 bữa thì như một, ăn hay không ăn cũng phải gọi điện về nhà một tiếng. Ngày nào cũng như ngày nào, bắt mẹ già con thơ phải chờ như thế, xem có được không? Thì công ty cô ấy bận cho nên cô ấy về muộn. Mẹ cũng đừng trách cô ấy, không thì lại oan cho cô ấy lắm. Bận gì thì bận cũng phải gọi điện về nhà xem ăn hay không ăn chứ. Cơm hầu đến tận mồm rồi, không có mẹ thì bố con suốt ngày ăn cơm bụi à? Thôi, cả nhà ăn cơm đi. Mong đó rồi đúng không? Bố lấy cơm cho con ăn nhá. Vâng ạ. Ăn cá nhá. Này, của con đi. Vâng. Nhưng mà bố ơi, bố bắt xương cá cho con rồi. Con sợ hóc lắm. Cá nào mà chẳng có xương, con lớn rồi tự gỡ lấy mà ăn đi. Đừng có suốt ngày ỉ lại vào người lớn như thế. Giống như mẹ con ý, việc gì cũng ỉ vào mẹ chồng. Mẹ, con bé nó có tội tình gì đâu mà mẹ mắng nó như thế. Thôi, để bố gỡ cho con ăn nhá. Vâng ạ. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Cũng tại con nuông chiều nó quá nên bây giờ vợ con nó mới như thế đấy. Con chào mẹ ạ. Em về rồi. Mẹ con xin lỗi mẹ nhá. Ngày hôm nay công ty của con có cuộc họp đột xuất, mà điện thoại của con thì hết sạch pin đấy mẹ ạ, nên là con không gọi về nhà được. Anh nhớ mẹ thông cảm cho em nhá. Thôi, cả nhà ăn cơm đi. Đấy, suốt ngày để cho con cái nó trông nó ngóng như thế mà không thấy sốt ruột à? Suốt ngày bận với chẳng dội, họp với chả hành. Chồng con ý, nó làm đến chức chủ tịch, nhưng có bao giờ đi đêm về hôm như con không? Việc của con ý là việc quán xuyến cái gia đình như này, không phải việc gì cũng ỉ vào mẹ đâu. Thì công việc của hai vợ chồng con khác nhau, mẹ đâu có so sánh được như thế ạ. Tại công ty dạo này con cũng nhiều việc quá mẹ, việc gì cũng cần đến con, cho nên là con cũng rất là cố gắng rồi. Lần sau con sẽ rút kinh nghiệm về sớm hơn mẹ. Đối nội còn trả xong đòi đối ngoại. Cô xem cô làm bao nhiêu việc lớn ở ngoài nhưng đã làm được cái gì cho gia đình này. Đến cái việc tối thiểu đẻ cho tôi một đứa con trai để nối dõi cũng không làm nổi. Như thế cô có làm đến 2 hay 3 chức chủ tịch cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần, con là của trời cho. Mẹ cứ đem cái chuyện đấy ra để gây áp lực cho bọn con để làm gì? Tôi có nhắc cũng không thừa. Con bé mon nó 6 tuổi rồi, còn trẻ thì tranh thủ mà đẻ đi. Đẻ cho tôi một thằng cu, để cho tôi còn mắt mặt với họ hàng một tí. Bực mình. Mang cơm đi bà. Thôi, dùng bữa đi. Lạ nhỉ, mình đã tận tay mình cất tiền để trong két sắt rồi mà sao bây giờ tìm mãi không thấy. Tài thật đấy. Bà ơi, cháu chào bà, cháu đi học về ạ.
Ừ. Cô giáo, mời cô giáo ngồi. Thế hôm nay cháu Mon nhà tôi lại gây ra chuyện gì phải không cô? Vâng, cháu có gọi điện cho bố mẹ của con nhưng không ai bắt máy. Chả là hôm nay con có lấy trộm đồ dùng học tập của bạn ở trên lớp nên đã bị kỷ luật. Cháu đến đây để thông báo tình hình cho gia đình được biết ạ. Chết thật. Sao con lại lấy đồ của bạn? Con có biết như thế là hư lắm không? Từ trước đến nay cháu Mon ở lớp vẫn là một đứa bé ngoan ngoãn, lễ phép. Nhưng chắc đây chỉ là hành động bồng bột của cháu. Nhưng dù sao thì đây cũng là hành động xấu. Gia đình nên chú ý đến cháu hơn để con không tái phạm nữa. Vâng, cảm ơn cô giáo. Gia đình tôi sẽ cố gắng dạy bảo cháu. Dạ vâng, thế cháu xin phép ạ. Vâng, cô giáo về cẩn thận nhé. Vâng. Cô chào con nhé. Con chào cô ạ. Mon, ai dạy con cái thói ăn cắp vặt như thế? Con có biết như thế là hư lắm không? Con chào mẹ. Ôi dồi ôi, Mon đây rồi. Ui, con có làm sao không? Mẹ xem nào. Ôi, con thấy cuộc gọi nhỡ của cô giáo con bé nên con phải chạy về đây ngay. Không biết là con bé có làm sao không mà cô giáo gọi nhiều như thế. Đấy, chị xem dạy lại con gái của chị đi. Bé tí từ đầu đã biết ăn cắp vặt, lấy trộm đồ của bạn rồi. Để cô giáo dẫn về tận nhà, làm tôi muối hết cả mặt. Mon, con sao thế? Thiếu đồ thì phải bảo mẹ mua chứ, tại sao con lại lấy đồ của bạn? Vì tại bà không mua bút màu mới cho con. Bà bảo bút màu cũ dùng được. Các bạn đều có nhưng con không có. Đã sai thì phải biết nhận lỗi mà sửa. Học ở đâu cái thói đổ lỗi cho người khác như thế? Cô xem cô dạy dỗ con kiểu gì? Học cái ngoan không học, cái tốt không học, học cái thói hư thật xấu là sao? Mẹ ạ, sao mẹ lại nói như thế? Chẳng lẽ con lại đi dạy con của con đi ăn cắp sao mẹ? Mẹ đừng nói những điều vô lý như vậy chứ hả? Con gái là bản sao của mẹ. Mẹ làm gì thì nó bắt chước theo như thế. Cô thấy đấy, từ cái cách ăn mặc tiêu xài hoang phí của cô, nó bắt chước cô. Thì cái thói ăn cắp vặt ấy, không học từ cô thì học ở đâu? Mà có khi tiền của tôi bị mất cũng là do cô lấy đấy. Ôi mẹ, tại sao mẹ lại nghĩ như thế hả mẹ? Đến tiền của mẹ mất bây giờ tại sao lại là mẹ lại đổ lên đầu con hả mẹ? Tôi không nghi ngờ vô cớ đâu. 50 triệu tôi để trong két sắt, tự nhiên không cánh mà bay. Chỉ muốn nuôi trộm trong nhà thì bị mất như thế thôi. Mẹ, tại sao mẹ lại nghĩ con lấy tiền của mẹ? Có thể là mẹ không ưa con, chuyện này chuyện kia. Nhưng thật sự là bây giờ nếu mà mẹ nghĩ con lấy tiền của mẹ thì con không còn điều gì để giải thích nữa mẹ ạ. Nhà chỉ có mấy mống người, cô thử đặt địa vị cô là tôi xem, cô có nghi ngờ không? Mà tôi nói thật, việc gì cần đến ý, thì cô cũng nói với tôi một tiếng chứ đừng có đi ăn cắp như thế không hay ho gì đâu. Đến bây giờ mẹ vẫn đổ lên đầu con là con lấy tiền của mẹ à mẹ? Tại sao mẹ lại gán lên người con cái việc mà con không hề làm được hả mẹ? Cô thử hỏi từ trước đến giờ cô đã làm gì được cho cái gia đình này chưa? Đến như đẻ con trai không đẻ được, nuôi con gái không nuôi được, như thế thì làm mẹ để làm gì? Con biết từ trước đến giờ mẹ vẫn luôn thâm hụt vì con chưa đẻ được cho mẹ một đứa cháu đích tôn như mẹ mong muốn. Nhưng thực sự nếu mà vì chuyện đó mà mẹ gây khó khăn với con thì thực sự không đáng một chút nào mẹ ạ. Còn đến bây giờ mà thời điểm này mẹ vẫn nghĩ con là con lấy tiền của mẹ thì con không còn điều gì để giải thích nữa. Vậy thì tốt nhất cô nên đi ra khỏi cái nhà này đi. Mẹ chăm con không bằng bà chăm cháu đâu. Dù gì nó cũng là con của thằng Lâm, cô không nuôi được thì để tôi nuôi, chứ đừng để nó nhiễm những thói hư tật xấu của cô. Mẹ ơi, mẹ đừng đi. Mon, ngồi đây với bà. Mẹ. Mẹ. Mẹ ạ, con biết số tiền 50 triệu đối với mẹ là một số tiền lớn. Nhưng quả thực là để lấy số tiền đấy ra đánh đổi tình cảm giữa mẹ con mình, tình cảm giữa gia đình mình thì thực sự không đáng một chút nào đâu mẹ. Rồi bà... một ngày mẹ sẽ phải hối hận về chuyện này. Bà ơi, bà đừng đuổi mẹ con. Mẹ. Có bà đây rồi con, nhìn đi. Mẹ lúc nào cũng tiền tươi thóc thật, rồi thì đồng tiền đi liền khúc ruột. Cái quan niệm cổ hủ đấy của mẹ mà mẹ chẳng bao giờ mẹ bỏ được cả. Cứ giữ cái khư khư cái đống tiền đến trong người, đến lúc mất ra thì lại khổ. Chính vì lường trước mọi việc ấy,
cho nên con mới gửi hộ mẹ vào quyển sổ tiết kiệm. Tưởng chừng như là mọi việc sẽ không sao, nào ngờ đâu. Đúng là mẹ già lẩm cẩm đãng trí, cho nên mới xảy ra cơ sự như thế này. Mẹ đã hiểu lầm con Thảo. Mẹ lúc nào mà chả thế. Cái việc còn con thôi mẹ cũng làm lên. Có phải đợi con về mọi việc sẽ được giải quyết êm đẹp hay không? Con ơi, liệu con Thảo bây giờ nó có tha thứ cho mẹ không nhỉ? Con cũng chả biết nữa. Bây giờ cũng chỉ biết mong cô ấy sẽ bỏ qua thôi chứ còn gì nữa. Em đến rồi. Con chào mẹ. Hôm nay mẹ với anh gọi em ra đây có việc gì đấy ạ? Thảo ơi, mẹ xin lỗi con. Mẹ lúc nào cũng thế, khắt khe, bảo thủ, lúc nào cũng tự cho là mình đúng, nên đã vô tình đổ oan cho con. Từ hôm qua đến giờ không có con, bé Mon buồn lắm. Trẻ con không thể nào sống thiếu mẹ được. Mẹ đã sai thật rồi. Con có thể vì con bé lần này mà tha thứ cho mẹ được không? Đúng đấy. Em suy nghĩ kỹ lại rồi về với bố con em đi. Từ lúc em đi, con bé nhắc tên em suốt ấy. Người lớn dù có sai thế nào thì cũng không nên làm ảnh hưởng đến trẻ con. Chỉ cần con chịu dọn về nhà thì dù có trách cứ, có ghét bỏ mẹ như thế nào, mẹ cũng cam chịu. Thôi, mọi chuyện cũng qua rồi. Con cũng không muốn vì những điều hiểu lầm không đáng có này mà gây ra những bất hòa trong gia đình mình đâu mẹ. Như vậy là con đã chịu bỏ qua cho mẹ rồi phải không? Ôi, mẹ mừng quá. Mẹ chỉ lo là con hận mẹ cả đời thôi. Mẹ đừng có nghĩ như vậy. Thực ra thì ai cũng mắc phải sai lầm, bản thân con cũng vậy. Con chưa dành được nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình mình, lúc nào cũng để mẹ và anh phải lo lắng. Từ hôm qua đến giờ con cũng đã suy nghĩ rất là kỹ rồi. Con sẽ không tham công tiếc việc nữa, sẽ dành nhiều thời gian hơn chăm sóc cho gia đình mình, và đặc biệt là cho Cubon, một thành viên mới sắp chào đời cho gia đình mình mẹ ạ. Em nói thật à? Em có thai. Em có thai rồi. Là con trai. Là con trai mẹ. Mẹ ơi, thế gia đình mình sắp có thêm thành viên mới rồi. Bé Mon nó biết là sắp có em, nó vui lắm đấy. Tốt quá, tốt quá. Quá. Mẹ lúc nào cũng gây áp lực lên các con. Chỉ cần đối với mẹ bây giờ, con gái hay con trai cũng không quan trọng. Chỉ cần các con lúc nào cũng được bên nhau, các cháu được mạnh khỏe, được hạnh phúc là mẹ thấy mãn nguyện rồi. Kìa mẹ, nhà nó có bao nhiêu chuyện vui thế này mà mẹ sắp bắt đầu khóc rồi đấy. Đúng rồi mẹ ạ. Mẹ phải vui lên, bởi vì mẹ vui thì chúng con mới vui được chứ. Sao hôm nay bố nấu nhiều món ngon thế hả bố? Hôm nay mẹ con được nhận nhiệm vụ mới ở trên công ty, nên là hôm nay là bữa để chúc mừng mẹ con đấy. Nhiệm vụ mới là nhiệm vụ gì hả bố? Thì mẹ con được thăng chức chủ tịch đấy. Đúng ạ. Chủ tịch là gì à? Thì giống như cái nhiệm vụ của bạn lớp trưởng lớp con ấy, hiểu chưa? Mẹ ai kề. Thôi, mẹ con sắp về rồi đấy, để bố xoa bát xoa đũa nhá. Bạn ơi,
Con trai mẹ ở nhà có ngoan không? Wow, hôm nay hai bố con nấu món gì mà thơm lừng hết cả nhà như này? Hôm nay là bữa tiệc mẹ đừng làm lớp trưởng. Lớp trưởng? À nhầm, chủ tịch ạ. Hai bố con tâm lý quá cơ. Nào, bây giờ chúng ta vào ăn cơm nhá. Ừ. Đây con. Wow, toàn những món em thích thôi. Mà anh đi về lúc nào nấu được nhiều món như thế này? À, hôm nay anh toàn giao hàng gần nhà thôi nên được về sớm một tí đấy. Thôi, cả nhà mình ăn cơm đi. Miếng này là của con này. Đấy. Còn miếng này kính vợ. Em cảm ơn. Riêng sườn xào chua ngọt thì không ai nấu ngon bằng xã của em đấy. Chỉ được cái nịnh thôi, thì phải ăn thật nhiều vào ngay chưa. Thế em vừa lên chức, công việc thế nào, vất vả chứ? Công việc nhiều lắm anh ạ. Nhưng mà em phấn đấu bao nhiêu năm nay mới lên được chức. Dù vất vả nữa, em sẽ cố gắng. Thế thì cố gắng lên nhá. Thế thì ăn thật nhiều vào thì mới có sức mà làm được. Ăn đi. Một miếng thôi. Hai nào, miếng này. Em béo lắm rồi đấy. Ben. Ăn đi. Mẹ gầy nhất nhà đấy. Thấy chưa? Nhóc con mới là gầy nhất nhà ấy. Con phải ăn nhiều vào để mẹ gắp cho con nhá. Ăn đi con. Em cũng gắp cho anh luôn. Được rồi, anh xin. Công nhận mình nó cũng ngon thật đấy. Cảm ơn anh vì sự giúp đỡ ở công ty anh. Anh mới là người phải cảm ơn em mới đúng. Nhờ có em ấy mà cả hai công ty cùng phát triển. Không hổ danh là nữ tướng trên thương trường. Anh quá khen em rồi. Em còn phải học hỏi anh nhiều lắm. Hương này, anh có món quà muốn tặng em. Không cần đâu anh ạ. Em làm tất cả vì lợi ích chung mà. Cầm lấy đi. Em mà không nhận ý thì là em chê tình cảm của anh rồi. Đâu có. Mở nó ra đi em. Sao? Đẹp chứ? Rất đẹp. Nhưng mà... Để anh đeo nó cho em nhé. Đẹp quá, đẹp. Một người con gái xinh đẹp như em đeo vào lại càng lộng lẫy hơn. Em cảm ơn anh. Hương này, em thực sự làm cho anh bấn loạn Hương. Em có thể cho anh một cơ hội được không? Em là người đã có gia đình rồi. Mà anh cũng vậy. Anh cũng đã ly dị vợ hơn một năm rồi. Mà cô ấy cũng đã chuyển sang Mỹ sống rồi. Một người con gái xinh đẹp và giỏi giang như em lại đi sống một chàng shipper nghèo, anh thấy không cam tâm. Hương này, về với anh đi. Anh hứa anh sẽ khiến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này nhá. Mẹ ơi, lát mẹ ăn xong mẹ nhớ giúp con làm bài tập nhé. Cô giáo ra đề tài có không mẹ? Con bảo bố đi, mẹ mệt lắm. Mẹ sợ nhiều việc nên mệt đấy con ạ. Lát bố sẽ giúp con nhá. Bố bảo hồi xưa bố rốt văn con gì. Thì bố sẽ cố gắng giúp con nhá. Ăn đi. Tối qua em sốt làm anh lo quá. Em ăn nhiều vào mới có sức mà đi làm chứ. Anh đừng gắp cho em nữa. Mấy món này em ăn ngán tận cổ rồi. Thế bây giờ em thích ăn món gì? Để anh nấu cho em. Em chẳng thích ăn món nào cả. Giờ lại em làm sao thế? Có chuyện gì à? Em đã nhắc anh là bỏ cái nghề shipper ấy đi rồi. Mà sao anh không nghe em? Thì nghề anh làm bây giờ chủ động đón được con đi học và về sớm nấu cơm cho em ăn mà.
Thế anh có nghĩ cho em hay không? Chính vì cái nghề đấy của anh và bạn bè đồng nghiệp của em lúc nào cũng bàn tán xì xào sau lưng em, nói em chả ra gì cả. Thì ra em xấu hổ khi chồng mình làm shipper à? Đúng vậy. Anh ấy phải không bỏ đúng không? Thế thì ly dị đi. Nói sau đi. Con đang ở đây. Anh còn muốn trốn tránh đến bao giờ nữa? Nhất quyết hộp này, em phải nói rõ cái vấn đề này. Con vào phòng học giúp bố nhá. Bác bố sẽ vào giúp con nhá. Thật sự, mấy hôm nay về nhà, em ngột ngạt lắm. Em biết là anh cũng nghĩ vậy. Thế chúng ta giải thoát cho nhau đi. Em thay đổi quá nhiều rồi Hương ạ. Kể từ lúc em lên chức, có chuyện gì vậy? Không phải vì vấn đề lên chức, mà là chúng ta quá khác nhau. Đến bây giờ thật sự em không chịu nổi nữa rồi. Anh để em đi đi. Em đã quên tất cả những gì mà bọn mình có hay sao? Em không nghĩ cho con hả Hương? Con bây giờ cũng lớn rồi, rồi nó cũng sẽ hiểu cho em thôi. Anh ký vào đi. Thì ra em đã chuẩn bị từ trước. Dù anh có bỏ nghề shipper thì em vẫn sẽ bỏ anh đúng không? Em đã có người khác à? Em xin lỗi. Nhân duyên của chúng ta đến đây đã hết rồi. Bố ơi, bố đăng ký vào đấy. Mẹ ơi, con nghe ba mẹ bảo nói bố mẹ bạn ấy viết vào tờ giấy gì đó, xong rồi bố mẹ bạn ấy không ở tình yêu nữa. Con không muốn thấy đâu. Ben, ra đây mẹ nào. Ben của mẹ ngoan nhá. Thứ lỗi cho mẹ. Chào mừng bà xã của anh. Để anh cầm cho. Vào đi em. Từ giờ em sẽ tiếp quản căn nhà này. Cố gắng đợi anh một thời gian nữa rồi anh sẽ cưới em. Yên tâm là đám cưới của mình ấy, anh sẽ khiến em thành người phụ nữ đẹp nhất thế gian này. Thế nào cũng được mà anh. Em chỉ cần ở bên anh thôi. Từ giờ ấy, em là mệnh hệ phu nhân rồi. Không phải đi làm gì cho mệt cả. Cái thời gian rảnh rỗi em cứ đi shopping này, mua sắm này, spa này. Nói chung là làm gì tùy thích. Em đi làm quen rồi, để em đi làm hỗ trợ anh. Thì lại không nghe lời anh rồi. Bây giờ ấy, em không phải đi làm gì cho mệt. Cả hai công ty đã sáp nhập với nhau rồi, thì để một mình anh quản lý. Cái công việc của em ấy là ở nhà chăm sóc chồng, vào bếp núc này. Tính anh ấy thì anh không thích để vợ mình đi làm. Vâng, vậy để em nghe theo anh. Ừ, thôi vào phòng đi. Đi. Nào, ăn thử nào. Đồ ăn không ngon ạ? Ừ, cũng hơi khó ăn thật. Thì anh ăn thử món này đi. Công nhận ấy, em không biết nấu ăn thật. Em xin lỗi anh nhá.
Tại cũng lâu rồi em chưa động tay vào bếp. Để ngày mai em đi học một khóa nấu ăn. Ừ. Anh nghĩ phụ nữ cần phải biết nấu ăn đi. Mà em học nấu ăn ấy, học mấy cái món Âu mà anh dẫn em đi nhà hàng ăn ấy, chứ mấy cái món bình dân ngoài chợ như thế này anh ăn nó không vào. Thôi, em dùng bữa tiếp đi. Anh hơi mệt, anh vào phòng đây. Sơn cừu, muối. Ơ, cô là ai đấy? Du vị mới à? Chị là ai đấy? Sao vào được nhà tôi? Cái gì cơ? Nhà tôi á? Này, tôi mới chính là chủ căn nhà này. À, chị là vợ cũ của anh Lâm đúng không? Nhưng mà hai người đã ly dị một năm nay rồi mà, sao chị lại về đây? Cái gì cơ? Vợ cũ á? Bà xã, sao em về sớm vậy? Sao về mà không báo trước với anh? Ơ, em có đi đâu đâu, em vẫn ở đây mà. À, chị này là vợ cũ của anh đúng không? Em có mệt không? Mệt thì vào phòng nghỉ trước đi. Còn đồ gì thì anh cất vào cho. Anh giải thích đi. Cô ta là ai? Cô ta giúp việc mới mà. Anh đang lừa trẻ con đấy à? Anh cả gan dắt bồ nhí về nhà tôi hú hí thế này à? Kìa. Anh có lừa dối em gì đâu. Cô ta mới bị đuổi việc, cho nên anh bảo cô ta về nhà giúp việc nhà cửa nhà mình mà. Anh lừa dối tôi à? Anh nói là đã ly dị vợ rồi cơ mà. Anh, tôi sẽ rút toàn bộ cổ phần và cho anh trắng tay, không một xu dính túi. Kìa vợ, anh đã nói với vợ là anh không có cái gì hết. Anh với cô ta không có cái gì hết. Em không tin thì anh sẽ đuổi cô ta. Cô, cô đi. Rốt cuộc thì tại sao tôi lại bỏ tất cả mọi thứ, bỏ người chồng yêu thương mình đến với một kẻ hèn như anh chứ? Anh đúng là đồ khốn nạn mà. Tôi đã uống phải bùa mê thuốc nú gì mà theo anh chứ? Còn anh nữa, nhục nhã chưa? Ngày mai viết đơn xin nghỉ việc và cút ra khỏi nhà tôi. Kìa. Vợ, vợ viết tin anh.